Quyết xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đến với kênh của Nguyễn Quyết Japan. Giờ thì em đang ở trên thủ cả Hà Nội đấy. Thì hôm nay đi thì không có quay được nhiều anh chị nhá, bởi vì là trên video em quay rất là nhiều mẫu đồng hồ rồi, thành ra là hôm nay sẽ đi lấy đồng hồ, nhưng mà cái thời gian để nói chuyện tư vấn cùng mọi người nó cũng khá là muộn đấy. Hôm nay em Quyết cũng đi khá là muộn cho nên là không có thời gian quay nhiều. Thì ở đây Quyết lại tiếp tục lên đây thanh toán. Hôm nay em thanh toán cửa hàng này thì nó lại quay khoảng độ chục trên dưới chục mẫu thôi. Đấy thì em sẽ lên tay nhanh ở đây để giới thiệu cùng toàn thể mọi người nhé. Và nó sắp đóng cửa nó khá là bận. Bây giờ em sẽ thanh toán trước xong rồi là sẽ ra quay của mọi người. はい、おはようございます。ございます。Ở team quyết đi lấy hàng thì vẫn thanh toán bằng tiền Nhật, bình thường tiền tiền mặt ấy, thì vẫn thanh toán tiền mặt tiền Nhật. Đấy, thì ở đồng hồ đây thì hôm nay có cả nam cả nữ đây, lấy tương đối thì là xem xét lên tay nhanh để giới thiệu cùng toàn thể mọi người nhé. Ở đây có nhiều quá, có nhiều những bác mà tên em không nhớ luôn. Thì ở đây em sẽ quay cam sau để giới thiệu cùng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Và em đã mấy món đồng hồ này thì em đang lấy cho các anh các chú đã nhờ em lấy ở đây rồi. Và em đã cửa hàng họ đã ghi cái thông tin bảo hành cho mọi người nhé. Thì tất cả những mẫu đồng hồ ở đây thì đều được bảo hành quốc tế là 1 năm chính hãng nhé quý vị nhé. Thì ngoài bảo hành quốc tế ra chính hãng thì có vấn đề gì các bác cứ alo cho em. Ở đây em quyết có một chiếc Seiko 5 em lấy cho anh Liêm ở Đà Long An. Anh thì anh bảo tay của anh to, tay 19-20 cho nên anh đeo size to. Thì anh thích đồng hồ Seiko 5, anh lấy một chiếc chơi. Thì là chiếc này sẽ rất phù hợp với anh vì bạn này size trên 43 cơ. Đồ địa ở Made in Japan các bác nhé. 21 chân kính chống nước 50 m, đồ địa Made in Japan, bản Seiko 5. Rất là đẹp. Bạn này thì em Quyết cũng đã lên tay chi tiết cùng toàn thể quý anh chị rồi. Bạn này đang có giá về tay cho toàn thể quý vị là bạn này chỉ có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Bản đồ địa Made in Japan trong thời điểm hiện tại nhé. Ở dưới đáy khóa đây thì chúng ta sẽ có chiếc Seiko 5 và chiếc Japan, bản nội địa Japan ấy. Tiếp theo thì em sẽ lấy một chiếc này cho một bác ở dưới Hà Nội. Đấy, bạn Solomon, bạn này thì cũng size kích thước khoảng 42, bản nội địa Made in Japan nhé, máy cơ automatic và có cái lịch tuần trăng rất là đẹp. Tiếp theo là một bạn của Citizen. Đấy, bạn này thì em lấy cho anh ở Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc anh lấy chiếc này hai anh em điện cho nhau. Ở tại trên cửa hàng em lấy cho bác ấy. Tiếp theo là một bạn của nhà Seiko thì bạn này em quyết cũng đã lên tay rồi, lần trước cũng đã lên tay lấy cho một bác là thợ đồng hồ ở Hà Nội luôn ấy. Thì em chia sẻ cái chiếc đồng hồ đấy lên thì hôm nay đã có hai bác muốn lấy thêm chiếc này nữa. Một bác này ở chỗ Đoàn Hùng Phú Thọ này, bác ở gần bệnh viện Hùng Vương, Đoàn Hùng Phú Thọ. Và bạn đấy thì là về tay cho các bác có 3 triệu 800 nghìn thôi. Tiếp theo là một bạn của anh Lâm. Anh này thì là anh Lâm nhé. Anh Lâm em lấy cho anh ấy là bạn này là bạn là giống dốc cơ mặt hề đấy ạ. Đó. Anh ấy lấy cho anh ấy một chiếc này, anh ấy bảo thích cái chiếc dây da mặt hề như thế này. Và đây dưới số serial number thế này. Anh này thì là anh ở Sài Gòn. Đó. Bạn dốc cơ mặt hề rất là đẹp các bác nhé. Mặt màu nâu cà phê. Mặt màu nâu cà phê rất là đẹp. Bạn này thì nó rất là nhìn đeo nó sẽ rất là nổi bật nam tính đó. Và cái như bạn này dây da bộ bộ dây da màu nâu và kèm theo cái mặt cà phê rất là đẹp nhé. Đó, và chiếc tiếp theo hai chiếc này thì là của anh này thì anh lấy cả hai chiếc luôn. Anh Sơn ấy, ở Sài Gòn anh lấy cả một chiếc nam một chiếc nữ luôn đó, lấy cả hai chiếc là cả nam cả nữ. Đây chiếc nữ cũng rất là đẹp nha các bác nhé, dây da màu trắng sữa rất là đẹp, chạy năng lượng ánh sáng. Và chiếc Seiko thì chúng ta sẽ là máy pin có rất nhiều chức năng trên đấy, chrono graph, bấm giờ thể thao. Và cái chiếc nam thì có 3 triệu 8 giảm giá rất là nhiều, nhưng chiếc nữ này cũng giảm giá nhiều lắm ấy. Bản nội địa Made in Japan nhưng bản nữ này thì vô cùng là đẹp, năng lượng ánh sáng thì các chị đeo thì nó sẽ đỡ phải chỉnh giờ chỉnh giấc nhiều.
cứ đeo là dùng thôi, chứ không như đồng hồ cơ là phải chỉnh giờ nhiều. Riêng đặc điểm của đồng hồ pin thì nó sẽ giờ sẽ chính xác đến 100% tuyệt đối. Tiếp theo là bạn này thì em lấy cho một chú Quế, chú Lâm. Chú Lâm là đồ gỗ Lâm Quế, chú này ở Hà Nội nhá. Đấy. Chú Lâm chú lấy con này, chú bảo chú không thích màu đen cũng chẳng thích màu xanh. Màu xám khói này là màu chú thích nhất. Nó nhìn nó nam tính, nhìn nó bộ kim cọc của nó toát lên được cái vẻ đẹp. Rất là sáng. Là lấy cho chú Lâm ở dưới Hà Nội. Và cái này thì là một chiếc của Orient nữa. Bạn này thì là cũng kiểu tựa như kiểu dòng kia. Nó cũng là năng lượng ánh sáng. Bạn này thì lấy cho chị Ngọc ở Hà Nội đây ạ. Lấy cho chị Ngọc Hà Nội. Chị ấy bảo lấy cho chị chiếc Seiko 5. Nhưng mà theo tầm cùng giá thì em bảo là chị ấy nên chơi con này hơn. Bởi vì con này thì là nó năng lượng ánh sáng. Chị đeo cũng không phải chỉnh giờ nhiều ấy. Mà nhìn con này thì là nó ưu điểm nó lại là kính sapphire. Và nội địa Japan nhé. Thì với thằng Orient này thì chị có hỏi em là tại sao trên này nó không chưa ghi chứng minh Japan. Thì có phải là đồng hồ nội địa không? Nhưng thưa các bác là có những chiếc thì nó thiết kế ở trên này nó chỉ ghi nguyên chữ Japan ở trên phần mặt này thôi. Và dưới phần đáy thì nó mới ghi Made in Japan nhé. Trên phần mặt này cũng sẽ ghi Japan và tên quốc máy ở bên phía bên cạnh. Đó, thế còn dưới đáy của chúng ta thì sẽ được ghi rõ, in rõ là chữ Made in Japan quý vị nhé. Đây, Made in Japan Epson, nhà Seiko Orient. Đó, và nội địa Made in Japan nhé quý vị nhé, kính sapphire. Đó. Bạn này thì em đã tư vấn cho chị ấy và chị ấy cũng nghe theo sự tư vấn của em thì chị ấy đã lấy bạn này, nhìn nó rất là xinh nhá. Nhìn phụ nữ đeo chỗ này rất là đẹp và cũng dễ xem giờ nó đi. Mặt của nó màu, nhìn nó sáng mà cái toàn bộ của nó là thép không gì. Được mạ PVD màu vàng Zero Gold rất đẹp. Nhìn đeo rất là sang. Đó. Thì anh chị cứ chơi, anh chị thích một chiếc đồng hồ tài chính khoảng bao nhiêu thì em cứ sẽ tư vấn cho anh chị trong cái tầm giá mà anh chị có thể mua được một chiếc đồng hồ nó tốt nhất trong tầm giá anh chị nhé. Tiếp theo em sẽ lên tay cùng các bác một chiếc của nhà Orient Star. Bạn này thì em lấy cho anh Kiên ở Đà Nẵng. Anh ấy thích một chiếc đồng hồ kiểu mặt xanh ngọc lục bảo này. Bạn này thì thiết kế nó cũng vô cùng là đẹp các bác. Nó nhìn nó có gì đấy nó rất là sang trọng với cái mặt màu xanh ngọc lục bảo và bản nội địa Made in Japan đấy các bác nhé. Bạn này thì các bác chơi đánh giá là cái cỗ máy của nó F6R4 thì nó không kém gì cỗ máy của 6R của nhà Seiko đâu. Và cái độ hoàn thiện trên bạn này nó cũng rất là đẹp. Toàn bộ 12 bộ kim cọc số trên đầu nó có dạ quang, nhưng kim giờ kim phút là kim kiếm có dạ quang luôn. Mặt màu xanh ngọc lục bích. Điểm nhấn của nó trên phía góc 12 giờ, các anh các chị nếu mà nhìn kỹ thì sẽ có cái cọc la mã nó mạ PVD màu vàng, nhìn điểm nhấn nó rất là đẹp nhé. Trên này nó đang có mấy cái vết vân tay. Đó, phía góc 12 giờ chúng ta sẽ có cái kim xăng báo chữ cốt là 50 tiếng quý vị nhé, 50 tiếng. Và này thì trên toàn bộ là kính sapphire nguyên khối. Đó. Kim cốt báo trên phía góc 12 giờ em quay thử mấy vòng thì để xem cái kim báo cốt nó đã chạy lên rồi các bác nhé. Và cái kim dây chúng ta đã hoạt động rồi. Đó, phía góc dưới 12 giờ, phía góc 6 giờ chúng ta sẽ có logo biểu tượng của nhà Orient Star danh giá đúng không ạ? Chiếc automatic rất là đẹp. Chữ Japan nhé, đây nhá chị nhá. Chị Ngọc nhá, đây chị có thể để ý này, ngay cả những chiếc đồng hồ này nó đâu đấy khoảng 17-18 triệu của giá của hãng đưa ra đấy, và nó chỉ có chữ Japan ở trên mặt này thôi. Dưới đáy máy thì nó sẽ có chữ Made in Japan chị nhé. Thì không phải cái mẫu nào nó cũng có đóng chữ Made in Japan ở trên mặt đâu. Đấy, cho nên là chị cũng có thắc mắc những điều đấy. Đó, quay trở lại cái chiếc đồng hồ của anh Kiên. Nó rất là đẹp đúng không ạ? Và mẫu này thì thời gian vừa rồi rất là nhiều các bác thích cái mẫu này nhé các bác nhé. Size của nó cũng vừa phải, chỉ 39.3-39.5 thôi. Đó. Dưới đáy máy thì sẽ có những thông tin cơ bản dưới đáy máy này. Chúng ta sẽ có một bộ kính sapphire nguyên khối đúng không ạ? Và độ chống nước của nó là 13 tới đến 100 mét nước nhé. Thì với 100 mét nước anh chị dùng thoải mái với nước, đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen ok, tránh đi bơi lội nặng hoặc là đi lặn biển thôi thì chúng ta sẽ tránh đi một chút để đảm bảo chiếc đồng hồ chúng ta sẽ được bền hơn. Cô máy F6R4 nhé quý vị nhé, nguyên tem siri lông dưới đáy máy đó. Chiếc đồng hồ rất là đẹp, em lấy cho anh Kiên ở Đà Nẵng. Tiếp theo là một chiếc của nhà Seiko 5, dòng này là dòng Seiko 5 Sport nhé quý vị nhé. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng của dòng Seiko 5 rồi. Và chiếc này thì em cũng đã lên tay nhiều rồi. Chiếc này em lấy cho anh ở dưới Hà Nội. Anh này thì anh em giao lưu với nhau rất là nhiều chiếc rồi. Anh lấy của em đến chiếc đồng hồ này đến không phải đến 4-5 chiếc gì đấy. Em không nhớ rõ nữa. Đó, như trên bản này thì chúng ta sẽ được cách điệu với bộ kim. Giờ kim phút nó rất là đẹp nha quý vị nhé. Quý vị có thể thấy ở kia. Dạ quang của nó cũng khá là lớn. Nhưng tuy nhiên dạ quang trên đồng hồ Seiko 5 thì nó cũng bình thường. Nó không phải là quá sáng. Đấy. Thì anh ấy bảo anh lấy chiếc này chơi, anh chơi sưu tầm thôi. Thực ra cỗ máy 7S26 này anh ấy chơi là như bạn này anh thích cái kiểu dáng của nó, anh chơi sưu tầm thôi. Còn anh ấy chơi toàn đồng hồ xịn nữa các bác.
toàn dòng mấy chục triệu thôi. Anh lấy của em mấy chiếc rồi. Đó. Nhưng mà dòng này bản nội địa Made in Japan quý vị nhé. Bản này thì nó tầm giá vừa vừa tiền thì anh chị có thể chơi được. Đó. Nó vừa tiền là nó chỉ có hơn 6 triệu thôi. Đấy. Thì là nó vừa tiền túi của tất cả mọi người nhé. Thì mọi người chơi thì những cái chiếc đồng hồ đấy nó cũng không có nhiều tại Nhật đâu. Những cái bản đấy nó cũng không có nhiều tại Nhật nữa đâu. Và anh ấy bảo là thôi anh lấy một chiếc anh chơi sưu tầm. Anh cũng thích cái Seiko 5 ấy, chơi sưu tầm thôi. Thế còn là anh ấy cũng có nhiều chiếc trong bộ sưu tập lắm. Anh ấy lấy của em mấy chiếc và toàn những chiếc đồng hồ đắt tiền đó quý vị ạ. Đó. Thì ở đây thì tất cả những cái chiếc đồng hồ đây còn tên nguyên tem siêu ni lông. Nhưng tuy nhiên là trong quá trình như bạn này em thấy nó đang vào đây chắc là tút cái gối ra hay là để cái gối vào cái ni lông này nó dán ở thép ấy. Thì nó có bị nhăn hay có thể là trong quá trình vận chuyển từ bên Nhật này về có thể rung lắc, có thể là những cái ni lông này cũng có thể chẳng may là nó sẽ rơi và nó sẽ tuột ra như quý vị nhé. Cái này thì không tránh được đâu, bởi vì là nó chỉ là một lớp keo mỏng nó dán ở trên cái lớp vỏ của đồng hồ thôi. Đó. Thì em đã lên tay nhanh để giới thiệu cùng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn những cái mẫu đồng hồ hôm nay em quyết lấy cho mọi người. Ở Nhật thì hiện tại bây giờ nó đã là hơn 7 rưỡi rồi, gần 8 giờ quý vị ạ. Đó, thì chỉ có em ở đây. Ở đây em là người muộn nhất thôi, thế còn là mọi người đã về hết rồi. Đó, thì quý vị anh chị có nhu cầu mà muốn lấy đồng hồ chính hãng ở tại Nhật thì cứ liên hệ với em qua số thông tin cá nhân của em có để dưới phần mô tả của video của anh chị nhé. Tất cả những cái hàng em lấy bên này thì đảm bảo chất lượng 100% cho toàn thể quý cô chú anh chị sử dụng nó làm một chiếc đồng hồ hàng chính hãng tại Nhật em quyết gửi về. Và mấy cái mức giá cả nó cũng tốt nhất thị trường quý anh chị ạ. Em quyết thì không có kinh doanh, chỉ là anh chị có muốn lấy một chiếc đồng hồ hàng chính hãng thì em quyết mua gửi về giúp anh chị thôi. Đó, chứ còn không nói là kinh doanh thì cả anh chị nha, sẽ có một cái giá mức giá tốt nhất cho anh chị sử dụng. Các anh chị có thể sưu tập được một chiếc đồng hồ mà anh chị thích. Đó, và em quyết cũng không có qua trung gian gì cả, gửi thẳng trực tiếp về cho anh chị nhé. Đó, thì ở đây thì em làm cái video ngắn để giới thiệu cùng toàn thể quý vị thôi. Em quyết cũng không có thời gian nhiều, hôm nay đi cũng khá là muộn cho nên anh chị thông cảm nhé. Thì là tuần tới đây thì sẽ có thời gian em quyết sẽ được nghỉ 2 ngày chẳng hạn. Thì là em quyết sẽ đi quay nhiều những cái mẫu đồng hồ cho anh chị xem. Tất cả những hình ảnh đây anh chị xem đó là thực tế mà em quyết lấy hàng tại Nhật, em quyết quay lên để giới thiệu cùng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Thì quý anh chị có một cái nhìn nó rõ nhất là em quyết lấy đồng hồ Nhật nó như thế nào. Và cùng em quyết chơi, cùng em quyết trải nghiệm những chiếc đồng hồ ở tại Nhật chính hãng anh chị nhé. Em quyết thì nó không có hàng fake và chúng ta sẽ đẩy lùi những chiếc hàng fake, hàng giả ở trên thị trường để quý vị sẽ có những cái chiếc đồng hồ mà chính hãng quý vị chơi. Và cũng là với cái mức giá nó vừa tay cho toàn thể mọi người có thể chơi và sưu tập được những cái mẫu đồng hồ của quý vị thích. Đó, để quý vị trải nghiệm cùng em quyết quý vị nhé. Đó, thì ở đây thì em quyết đã quay video trực tiếp ở đây cho quý vị xem và cũng như là để đóng hàng về cùng cho cùng toàn thể quý vị. Còn thị trường thì đồng hồ thì nó rất là nhiều quý vị nhé, nó lung tung lắm, cho nên là quý vị mua thì quý vị cũng phải tham khảo và cũng phải là người tiêu dùng nó thông thái thôi. Đó. Toàn bộ hình ảnh quý vị đang xem đây là hình ảnh thực tế em quyết tay quay tại cửa hàng. Tất cả những cái gì nó có như thế nào em quyết quay cho quý vị xem nó là như thế. Đó, không có cái gì nó là quá gọi là kỹ xảo hay cái gì cả. Em quyết đang chỉ quay bằng một chiếc điện thoại bình thường thôi. Đó. Ở Nhật này thì hiện tại hôm nay em quyết lên đây nó cũng khá là muộn. Bây giờ thì như với quý vị vừa xem đấy, giờ nó cũng khá là muộn rồi. Chỉ có em quyết là đang ở tại Nhật thôi chứ còn cũng mọi người là khách về hết rồi. Chỉ là em cuối cùng ở lại Nhật là để cửa hàng ấy. Cuối cùng ở tại cửa hàng là để cho mọi người đóng cái đồng hồ vào cho em quyết thôi. Rồi, và video em quyết đã làm đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ cho kênh YouTube của em Quyết Nguyễn Japan. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn theo dõi ủng hộ cho em. Em quyết xin dừng lại video ở đây. Chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Em quyết xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở trong những cái video lần kế tiếp. Quý vị có nhu cầu xin đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất em quyết đăng lên quý vị nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở trong những cái video lần kế tiếp. Em quyết xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị cô chú anh chị.
Thank you.